Diên Tuấn Kiệt khoe cuộc sống đời thường bên Vuka hậu kết hôn, vẫn không quên ôm hôn nhau siêu ngọt ngào. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Diên Tuấn Kiệt hé lộ đoạn clip khoe cảnh đời thường bên Vuka. Có thể thấy cả hai đang tất bật chuẩn bị trước thềm Giáng sinh cùng nhau trang trí nhà cửa. Đáng chú ý, cặp đôi còn khoe loạt khoảnh khắc ôm hôn nhau vô cùng tình tứ khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì quá dễ thương. Dù là một khoảnh khắc lướt qua, song độ ngọt ngào của cặp đôi cũng đã gây sốt. Trước đó trong đám cưới, Diên Tuấn Kiệt cũng có chia sẻ vô cùng ngọt ngào. Hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời trước sự chứng kiến của ba mẹ, gia đình và tất cả bạn bè, đồng nghiệp. Anh sẽ không thề vì đó chỉ là một lời nói suông. Anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày đã làm cho em để em cảm nhận được yêu thương từ anh. Cảm ơn em, vợ của anh yêu em. Hé lộ căn hộ đẹp như mơ của Vuka Diên Tuấn Kiệt sau đám cưới hoành tráng, không gian năm mới lóa mắt. Sau chuỗi tiệc cưới kéo dài hoành tráng nhất showbiz Việt, mới đây Vuka và Diên Tuấn Kiệt đăng tải clip cùng nhau trang trí cây thông đón Giáng sinh. Đây là lần đầu tiên Vuka Diên Tuấn Kiệt hé lộ không gian tại căn hộ sau hôn lễ đình đám. Tổ ấm của cặp đôi là căn hộ có tầm view thoáng mát nhờ những ô cửa kính lớn, nội thất sử dụng gam màu xám chủ đạo. Vuka tiết lộ mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ để hoàn thành góc Noel ấm cúng trong phòng khách. Những năm trước, Vuka và Diên Tuấn Kiệt đều cùng nhau trang trí cây thông và quay lại clip nhưng đều không đăng vì khi đó cặp đôi chưa công khai chuyện tình cảm. Căn hộ có view thoáng đãng, từ ô cửa kính nhìn xuống rất lung linh khi về đêm. Ban công là không gian thư giãn rất chill. Cuộc sống vợ chồng son của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vuka và Diên Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà sau thời gian dài hẹn hò yêu đương từ 2019. Về cuộc sống hôn nhân sau kết hôn, Vuka chia sẻ, thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi, nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên, Vuka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm, lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia, xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ trách nhiệm nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Vuka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước.